Chào bạn, chúng ta tiếp tục đến với loa độ nhé. Loa độ của Noa 2 thì có rất 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 nhiều mẫu mã. Các bạn cứ truy cập noa2.vn hoặc là nhắn tin Zalo cho mình theo số 0906 010103. Và hôm nay, cái mẫu hôm nay, đây là sản phẩm chúng ta các bạn nhé. Các bạn quan sát kỹ này. Về bề dày, nó chỉ rơi vào khoảng 4mm thôi. Tí nữa Tùng sẽ đo bề rộng cho các bạn. 8 ôm 2 bát này. Này nó cẩn thận, nó còn ghi công suất ở đây này. Cách độ thì rất đơn giản là đây là có chân cấm này. Nếu mà máy của các bạn cấm vừa thì các bạn cấm vô là xong. Nhưng khi độ thì các bạn nhớ là phải độ hai loa. Thường thì những con laptop nó có hai loa hai bên để cho nó cân bằng âm thanh, nó hay hơn. Không như con laptop xịn của Tùng, nó chỉ có một loa thôi. Nếu nó không vừa cái jack này nhé các bạn nhé. Cái jack này không cấm vừa cái jack máy của các bạn thì các bạn cứ đơn giản là cắt dây, đen đấu đen, bỏ đấu đỏ. Nhưng hãy nhớ là so sánh kích thước về chiều dài, chiều rộng và độ dày của cái loa này ở cái phần mô tả của Tùng với cái loa gốc của các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đo cái thông số loa cho các bạn. Dài rơi tầm 29mm, rộng rơi vào tầm khoảng 25mm, dày thì cứ 3 hoặc 4 các bạn nhé. Đây này, nó rơi vào tầm 4 xấp xỉ 5mm. Cần mua loa độ các bạn cứ noa2.vn hoặc Zalo số Tùng là 0906 010103. Cảm ơn các bạn.